Biển Đông có thể đón thêm 8 đến 10 cơn bão trong mùa mưa bão năm nay. Từ nay cho đến tháng 2 năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện 8 đến 10 cơn bão trên áp thấp nhiệt đới, trong đó 3 đến 5 cơn có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, dự báo trạng thái La Nina sẽ tiếp tục duy trì từ nay đến hết năm 2022, với xác suất khoảng 60-65%, và khả năng còn kéo dài sang các tháng đầu năm 2023. Đây là năm thứ 3 La Nina duy trì, và là điểm bất thường vì một chu kỳ La Nina trung bình kéo dài 2 năm. Do tác động của La Nina, từ nay đến tháng 2 năm 2023, dự báo trên khu vực Biển Đông có khoảng 8 đến 10 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta khoảng 3 đến 5 cơn. Các chuyên gia cảnh báo, không ngoại trừ khả năng tháng 1 năm 2023 vẫn còn xuất hiện bão trên áp thấp nhiệt đới, trên khu vực Nam Biển Đông. Ngoài ra, những năm La Nina tác động, nguy cơ xuất hiện các cơn bão dồn dập cuối năm, trong đó những cơn bão mạnh, dị thường, trái quy luật. Một điểm đáng lưu ý là năm nay, không khí lạnh có khả năng đến sớm. Dự báo nền nhiệt tháng đầu mùa đông ở các tỉnh miền Bắc có khả năng thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Do bão dồn dập kết hợp với không khí lạnh đến sớm, nên thời tiết những tháng cuối năm ở miền Trung được đánh giá khó lường. Dự báo từ tháng 10-11 năm 2022, khu vực Trung Bộ và Nam Bộ có lượng mưa cao hơn trung bình nhiều năm, cảnh báo nguy cơ cao xảy ra mưa lớn dồn dập. Cụ thể, trong tháng 10 năm 2022, tổng lượng mưa ở miền Trung phổ biến cao hơn từ 20-50% với xác suất khoảng 80-90%. Tháng 11 năm 2022, tại khu vực Bắc Trung Bộ phổ biến sấp xỉ trung bình nhiều năm, khu vực Trung Trung Bộ và Nam Trung Bộ phổ biến cao hơn từ 30-50%, có nơi trên 50% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ với xác suất khoảng 80-90%. Ngoài ra, tại khu vực Nam Bộ, trong những tháng đầu năm 2023 vẫn có khả năng xuất hiện các đợt mưa trái mùa cục bộ. Hiện nay, trên Biển Đông cũng đang tồn tại một vùng áp thấp. Do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua Bắc Bộ nối với vùng áp thấp phân tích trên, kết hợp với gió mùa Tây Nam ở phía Nam có cường độ trung bình, nên đêm nay và ngày mai, 17 tháng 8, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động. Độ cao sóng từ 2-3m. Dự báo trong 1-2 ngày tới, gió mùa Tây Nam tiếp tục có khả năng gây ra mưa dông trên khu vực Biển Đông. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế sức khỏe.